Chào các bác nhé, cái con 970 này em lên sóng clip trước, hàng full hộp mới đến 99% luôn. Đấy, con này thì em vừa bỏ ra pin, nó mới chạy được có test kiểm tra trên hệ thống, mới chạy được có mấy giờ đấy, 9 giờ nhé. Công ty nó chạy. Cái này em sẽ không chạy dưới nhiều đâu, mà chỉ nó sẽ rất là bẩn máy. Đó, các bác là chạy ok thôi. Mới chạy được 9 tiếng rồi các bác nhé. Mình như mới tinh. Cho nó về lốc sang này. Đấy, cái con này là cái con em vừa lên clip, có clip lên rồi nhá. Đó nhá, hàng 970. Con này thì nó như mới tinh rồi. Mới chạy có mấy tiếng thôi ạ. Có mắt camera các bạn ơi, tìm bản đồ, vẽ bản đồ liên tục chạy luôn. Đấy. Các bạn nào cần test đấy, clip test em quay đây rồi nhé. Con 970, hàng full hộp đấy. 5,2 triệu. Vừa mới nạp pin xong đấy ạ, tất cả nguyên zin 100% hết. Này, từ cái chổi này vẫn còn zin các bạn nhé. Năm sản xuất 2020. Đây, tất cả đều zin hết, mới chạy có 9 giờ, nhắc lại nhé, mới chạy có 9 giờ thôi. Đây. Các bác nào cần thì các bác lôi cho em nhé. Con này nó mới quá em không cho chạy nhiều, dưới cái nền này mình đi dép nó bẩn lắm. Úi, nó máy nó bẩn xấu cả cái máy đi. Đây này các bác nhé, cái hộc rác của nó này. Mình nhìn hộc rác là mình biết là một con máy nó chạy hay không nhiều, vì thực ra hộc rác này chưa có rác. Đấy, vừa chạy dưới nó hút tí vào luôn. Thành bóng luôn nhé, mới tinh. Gọi là mới chạy nghịch thử. Chứ còn con này, 5,2 triệu các bác nhé. Bảo hành 6 tháng. Không phải nghĩ về chất lượng máy, tất cả máy bán nó đều phải chạy test ok hết. Chào các bác.